Chuyên gia nói Ukraine phản công dữ dội, quân Nga bỏ vị trí chiến đấu, tháo chạy khỏi Kharkov. Hé lộ quốc gia siêu cường số 1 về xe tăng vào năm 2030. Iran và Trung Quốc tìm cách khôi phục JPCOA và dỡ bỏ trừng phạt với Tehran. Mỹ tăng cường dự trữ bộ xét nghiệm COVID-19. Đề nghị không bắt buộc nộp hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh phạt nguội ô tô không trả phí đậu xe ở 20 tuyến đường. Một đêm kiểm tra, phát hiện 50 quán karaoke vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Một khúc sông ngắn, hai doanh nghiệp thay phiên moi ruột. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 9 tháng 9 của DKN TV. Thưa quý vị, theo Newsweek, quân đội Nga được cho là đã bỏ rơi các vị trí chiến đấu của họ ở Kharkov trong bối cảnh Ukraine tổ chức phản công dữ dội trong khu vực. Nhà phân tích quân sự Rob Lee đã chia sẻ thông tin được coi là bi quan do một nguồn tin Nga đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Nguồn tin viết rằng các lực lượng Nga ở Kharkov đang từ bỏ các vị trí không kiên cố đặc biệt khi quân đội Ukraine tiến hành cuộc phản công nhằm vào khu vực này. Nguồn tin cũng tiết lộ rằng các lực lượng Ukraine đang bỏ qua các thị trấn cũng như các cuộc giao tranh đô thị trong thành phố Kharkov để tiến sâu hơn vào phía sau phòng tuyến của Nga. Họ, tức quân đội Ukraine, không tham gia vào các cuộc giao tranh trong thành phố, tiến quân phía sau chúng tôi, bao vây và tấn công chúng tôi bằng pháo. Nguồn tin Nga viết đồng thời cho biết thêm rằng các binh sĩ Nga không có vũ khí hạng nặng nên đã không thể chống lại người Ukraine. Nguồn tin Nga cho biết thêm, Lực lượng của chúng tôi đã tung thêm binh sĩ vào Shevchenko để kiềm chân đối phương, nhưng Ukraine đã vượt qua Shevchenko. Họ triển khai một phần lực lượng để kiềm chân quân đội của chúng tôi và tiến thẳng đến Kupiansk thành công. Và nguồn tin này nhấn mạnh rằng tình hình ở Kharkov khá tệ. Nguồn tin Nga viết, không có nhiều sự kháng cự từ phía chúng tôi trong ngày thứ ba. Binh sĩ của chúng tôi đã từ bỏ các vị trí không kiên cố và rút lui. Newsweek không thể xác minh độc lập các tuyên bố này. Ông Igor Gikin, một cựu lãnh đạo quân đội Nga, trước đó đã cảnh báo về cuộc phản công của Ukraine ở Kharkov, nhấn mạnh rằng quân đội Nga có thể bị bao vây ở Balaklia, một thị trấn chiến lược. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào mặt trận Kharkov trong tuần này. Nhiều nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đã tiến sâu 50 km vào Kharkov, khi quân đội Nga được cho là đã thất bại trong việc kiềm chân binh lính Ukraine. Ông Gikin cho biết, các tân binh Nga không biết sử dụng vũ khí hạng nặng ở Balaklia và cho rằng họ thiếu sự đào tạo bài bản. Ông Gikin cũng trích dẫn các nguồn tin của mình tiết lộ, Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công với sự táo bạo vượt trội và chiếm lấy các vị trí của quân Nga. Hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti đưa tin hôm thứ Năm mùng 8 tháng 9 rằng các nhà chức trách do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Kharkov đang sơ tán phụ nữ và trẻ em khỏi các quận Kupians và Kupiansky do bị Ukraine pháo kích. hé lộ quốc gia siêu cường số 1 về xe tăng vào năm 2030. Thưa quý vị, một trong những kho vũ khí xe tăng hiện đại và lớn nhất thế giới sẽ sớm thuộc về Ba Lan. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, chính phủ Ba Lan đang bắt tay vào việc nâng cấp các lực lượng mặt đất trị giá hàng tỷ đô la. Hai hợp đồng mua bán vũ khí mới giúp quân đội Ba Lan trở thành một trong những lực lượng trên bộ mạnh nhất thế giới. Chính phủ Ba Lan đã ký các thỏa thuận mua gần 1.300 xe tăng hoàn toàn mới từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Chính phủ Ba Lan đã ký hợp đồng thương thảo với Sterling Heights General Dynamics Land System có trụ sở tại Michigan để chế tạo 250 xe tăng chiến đấu chủ lực thuộc chương trình tăng cường hệ thống M1A2 phiên bản 3, xếp 3 Abrams. Thương thảo này trị giá 1,15 tỷ đô la, tương đương 4,6 triệu đô la cho mỗi xe tăng. Đây mới chỉ là một phần của thỏa thuận trị giá 6 tỷ đô la, bao gồm 26 xe bọc thép M88A2 Hercules, 17 xe cầu liên hợp M1110, 776 súng máy xe tăng và khoảng 33.000 đạn dược xe tăng. Theo Defense News, những chiếc xe tăng đầu tiên sẽ đến vào năm 2025. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ đang cho lực lượng mặt đất Ba Lan mượn 28 xe tăng M1A2, được sử dụng tại Học viện Huấn luyện Xe tăng Abrams mới tại khu vực huấn luyện BS Drusko của Ba Lan. M1A2 Sep V3 là phiên bản mới nhất của xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams với hỏa lực nâng cấp, mức độ bảo vệ và cơ động vượt trội, có tính năng kỹ chiến thuật vượt xa những biến thể cũ M1A1 và M1A2, thậm chí còn trội hơn cả T-90M Proviv 3 của Nga. Những công nghệ tối tân cho xe tăng chiến đấu chủ lực cũng sẽ xuất hiện trên M1A2 Sep V3, bao gồm lớp giáp uranium nghèo giúp chống chịu tốt hơn với các loại vũ khí chống tăng, đặc biệt là đạn xuyên giáp động năng. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Ba Lan sẽ mua 980 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther, đổi tên xe tăng là Wills Wolf. Xe tăng K2 được trình diễn trong triển lãm tại Hàn Quốc năm 2015. Thỏa thuận với Mỹ được đưa ra sau một thỏa thuận thậm chí còn lớn hơn giữa Ba Lan và Hàn Quốc, cho 980 xe tăng K2 Black Panther, 648 pháo tự hành K9 Krab và 48 máy bay huấn luyện chiến đấu hạng nhẹ tiên tiến FA-50. Ba Lan sẽ nhập khẩu lô đầu tiên gồm 180 xe tăng K2PL với 800 xe tăng khác được sản xuất tại Ba Lan với tên gọi Will Wolf. Được phát triển bởi Hyundai, K2PL là phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Hàn Quốc và cùng chủng loại với xe tăng Abrams của Mỹ, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa và tên lửa chống tăng đang bay tới. K2PL nặng 55 tấn, nhẹ hơn M1 Abrams 68 tấn. 1.230 xe tăng mới sẽ dễ dàng biến hạm đội xe tăng của Ba Lan trở thành đội xe tăng lớn nhất và hiện đại nhất trong khối NATO châu Âu. Vào những năm 2030, Ba Lan sẽ có nhiều xe tăng hơn so với Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ý cộng lại. Nga, đối thủ chính của Ba Lan và là nhà khai thác xe tăng lớn nhất thế giới, có 2.800 xe tăng đang hoạt động trước khi chiến sự nổ ra, cùng với 10.000 xe tăng cũ khác đang được cất giữ. Tuy nhiên, Nga đã mất ít nhất khoảng 989 xe tăng tốt nhất của mình trong 6 tháng chiến sự. Quân đội Hoa Kỳ đứng thứ hai với 6.333 xe tăng, với khoảng một nửa trong số đó đang hoạt động. Đứng thứ ba là Trung Quốc với ước tính khoảng 5.800 xe tăng. Chuyển sang một diễn biến khác. Iran và Trung Quốc tìm cách khôi phục JPCOA và dỡ bỏ trừng phạt với Tehran. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir Abdullahian đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc, ông Vương Nghị, về hợp tác song phương cũng như tình hình xung quanh các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5-1, gồm Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh cùng với Đức. Hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện, JPCOA. Bộ Ngoại giao Iran thông báo trên kênh Telegram, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, cũng như các cuộc đàm phán về việc khôi phục JCPOA và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Hai ngoại trưởng cũng xem xét việc thực hiện một chương trình hợp tác chiến lược toàn diện giữa Iran và Trung Quốc. JCPOA yêu cầu Iran thu hẹp quy mô chương trình hạt nhân và giảm mạnh dự trữ urani của nước này để đổi lấy các biện pháp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí 5 năm sau khi thỏa thuận được ký kết. Năm 2018, Mỹ đã từ bỏ lập trường hòa giải đối với Iran, rút khỏi JCPOA và thực hiện các chính sách cứng rắn chống lại Tehran, khiến Iran phần lớn từ bỏ các nghĩa vụ của nước này theo thỏa thuận trên. Hồi tháng 12 năm 2021, các bên tham gia CCPOA đã nhất trí về hai dự thảo của một thỏa thuận mới, song không đạt được thỏa thuận dứt khoát nào. Kể từ đó, các bên đã có nhiều vòng đàm phán để khôi phục JCPOA. Cập nhật tin tức về dịch bệnh. Thưa quý vị, Mỹ sẽ tăng cường dự trữ các bộ xét nghiệm Covid-19 ở trong nước, đặt hàng hơn 100 triệu bộ xét nghiệm từ các nhà sản xuất nước này. Bà Bạch ốc ngày 8 tháng 9 cho biết thông tin trên, song cảnh báo đây là giải pháp ngắn hạn. Thông tin được đưa ra một tuần sau khi chính quyền Mỹ dừng tiếp nhận việc xin xét nghiệm miễn phí COVID-19 trên trang web covidtest.gov kể từ ngày 2 tháng 9. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần và không thành công khi yêu cầu Quốc hội nước này cấp thêm tiền để ngăn chặn đại dịch. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc cho biết họ sẽ đề xuất Quốc hội Mỹ khẩn cấp phê duyệt khoản tiền lên tới 22,4 tỷ đô la để ngăn chặn dịch COVID-19 trước khi số ca bệnh có thể tăng mạnh vào mùa thu này. Chính quyền Mỹ đã cảnh báo họ sẽ không thể cung cấp đủ các bộ xét nghiệm, vaccine và thuốc điều trị COVID-19 nếu không có thêm kinh phí. Tại Mỹ, số ca tử vong do dịch COVID-19 ở mức cao với gần 400 ca một ngày và chưa giảm đáng kể từ mùa xuân đến nay. Hãng tin ABC News ngày 10 tháng 8 dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, nước này đã ghi nhận gần 2.700 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong vòng 7 ngày và gần 205.000 ca tử vong kể từ đầu năm đến nay. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Đề nghị không bắt buộc nộp hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023 trước ngày 15 tháng 10. Cụ thể ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 1683 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Theo kế hoạch này, từ ngày 18 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống. Như vậy, để các cơ sở đào tạo có thể cấp được giấy chứng nhận là sinh viên, thì thí sinh phải thực hiện các thủ tục nhập học tại cơ sở đào tạo và việc này không thể thực hiện trước ngày 18 tháng 9. Thí sinh chưa phải là sinh viên. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10, không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh phạt nguội ô tô không trả phí đậu xe ở 20 tuyến đường. Ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân 3 quận 1, 5, 10 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên Xung Phong tăng cường công tác quản lý sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đậu xe có thu phí cụ thể các đơn vị phải nhanh chóng hoàn thành phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường, chuyển hình ảnh phương tiện vi phạm đến công an thành phố Hồ Chí Minh và ủy ban nhân dân các quận có liên quan để xử phạt. Đây là cơ sở để điều chỉnh phạm vi tuyến đường tổ chức sử dụng tạm thời lòng đường để đậu xe có thu phí. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với ngành công an và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến thông tin về hoạt động thu phí bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận của người dân đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí tại hiện trường, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm quy định trong hoạt động thu phí. Trước đó, báo chí trong nước đã có loạt bài phản ánh những bất cập, thậm chí dấu hiệu thất thoát trong công tác thu phí đậu xe dưới lòng đường tại một số tuyến đường khu vực trung tâm. Báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên sung phong hồi tháng 6 năm 2022 cho thấy, trong năm 2021, công ty thu phí đậu xe được hơn 2 tỷ đồng, nhưng chi hơn 10 tỷ đồng, lỗ 7,9 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí đậu xe dưới lòng đường từ tháng 8 năm 2018 tại 23 tuyến đường, đến nay giảm còn 20 tuyến đường, mức thu thấp nhất từ 20 đến 25.000 đồng một giờ đầu tiên và tăng lũy tiến các giờ tiếp theo. Một đêm kiểm tra, phát hiện 50 quán karaoke vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy. Ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa lập biên bản xử phạt 50 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, từ tối ngày 7 tháng 9 đến dạng sáng ngày 8 tháng 9, Công an các huyện, thành phố đồng loạt ra quân kiểm tra 135 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 50 cơ sở vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trong số các địa phương, thành phố Biên Hòa có số lượng cơ sở vi phạm nhiều nhất với tổng cộng 29 quán. Tiếp đó là huyện Tân Phú 5 cơ sở, huyện Định Quán 4 cơ sở, thành phố Long Khánh 3 cơ sở những quán karaoke trên chủ yếu vi phạm các lỗi chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động chưa lắp đặt bảng chỉ dẫn thoát nạn đèn chiếu sáng sự cố hỏng chưa trang bị bổ sung máy bơm chữa cháy dự phòng máy bơm chữa cháy hoạt động không đảm bảo cửa thoát nạn lối thoát nạn cầu thang thoát nạn đường thoát nạn không đủ kích thước số lượng theo quy định chưa xây dựng phương án cứu nạn thậm chí có quán karaoke chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động kinh doanh Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt các cơ sở vi phạm, đồng thời buộc chủ cơ sở khắc phục các lỗi vi phạm trong thời hạn 7 ngày. Một khúc sông ngắn, hai doanh nghiệp thay phiên moi ruột. Sông Côn mùa lũ về là nỗi khiếp sợ cho hàng nghìn hộ dân ở thị xã An Nhơn, đặc biệt vùng rốn lũ huyện Tuy Phước, Bình Định. Những năm qua, tỉnh Bình Định đã đầu tư hệ thống đê kè bảo vệ đất đai, tài sản người dân ven sông. Tuy nhiên, chỉ một khúc sông ngắn đoạn cầu Trường Thi nằm giữa phường Nhân Hòa và phường Bình Định, thị xã An Nhơn, chính quyền lại cấp phép cho hai doanh nghiệp thay phiên moi ruột sông bất chấp hai mùa nắng mưa. Theo người dân ở phường Bình Định, hoạt động khai thác cát trên sông Côn diễn ra 4 đến 5 năm qua. Hoạt động khai thác cát bất kể ngày đêm, mùa nắng hay mùa mưa khiến bờ sông phía bắc thuộc phường Bình Định bị sạt lở ăn sâu vào ruộng đất của dân, phía bờ nam thuộc phường Nhân Hòa, chính quyền mới xây kè nhưng đang bị các mỏ cát đe dọa. Một người dân khu vực Hòa Nghi, phường Nhân Hòa lo lắng chia sẻ. Một lũ về nước chảy khiếp lắm, người dân ở đây lo sợ sạt lở bờ sông nên nhiều lần tổ chức chặn xe chở cát. Khi xe chở cát lưu thông, nước chảy xuống đường gây ô nhiễm, nguy hiểm. Một người dân khác cho biết, hồi trước bờ sông nằm tuốt ngoài kia nhưng giờ khai thác cát cả ngày đêm, năm này qua năm khác. Mùa lũ về nước lớn, dòng chảy bị thay đổi khiến bờ sông sạt lở dần. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Trí, ngay giữa dòng sông Côn, doanh nghiệp khai thác cát đã mở một con đường lớn để phục vụ hoạt động khai thác cát. Trên mặt nước, dòng chảy bị các phương tiện múc cát làm xáo trộn, khiến nguồn nước về hạ du trở nên đục ngầu. Đáng chú ý, hầu hết các xe tải vào chở cát đều có dấu hiệu quá tải, cát rơi vãi khắp các tuyến đường, gây ô nhiễm bụi bặm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, khu vực cấp mỏ cát cho hai doanh nghiệp nằm trong lòng thủy lợi đập Thạnh Hòa. Tuy nhiên, vào mùa khô hàng năm, đập Thạnh Hòa đóng cửa tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, lấy nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân vùng Hạ Du nên không được phép khai thác cát làm xáo trộn, ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ người dân Hạ Du. Từ đó tỉnh Bình Định đặt cách cho công ty Minh Hiếu khai thác cát vào mùa mưa lũ, thời gian đập Thạnh Hòa xả nước đón lũ từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 12 hàng năm. Liên quan đến vấn đề trên, ông Trương Bá Vinh, trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Bình Định cho hay, việc quy hoạch mỏ cát ở vị trí trên được tỉnh thực hiện từ năm 1997. Tuy nhiên theo yêu cầu ngành nông nghiệp hiện nay không còn phù hợp vì khoảng cách đê điều và các công trình phòng chống lũ. Hiện đơn vị đang phối hợp xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định để có hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác phù hợp, hài hòa tự nhiên nhằm giảm thiểu tối đa tác động của thiên tai, mưa lũ. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.